Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Daisy. Trong thế giới của tiên nghịch, Vương Lâm từng trải qua một trải nghiệm kinh hoàng. Khi đó, sự xuất hiện của thi thể bí ẩn tại chiến thần điện đã khiến Vương Lâm cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có, đến mức anh phải quay đầu bỏ chạy. Sau khi kết anh, Vương Lâm đã gia tăng sức mạnh đáng kể, tự tin rằng mình có thể xưng hùng xung bá tại Tu Ma Hải. Anh đã giết chết Vân Phi luyện chế cấm phiên thượng cổ và thậm chí tàn sát hàng vạn tu sĩ kết đan. Sau đó, nhờ vào sức mạnh của đan dược thất phẩm, Vương Lâm đã đột phá lên cảnh giới nguyên anh, tiêu diệt nhiều trưởng lão của Vân Thiên Tông và ngay cả Phác Nam Tử cũng không thể chống lại anh. Tuy nhiên, Vương Lâm không biết rằng một mối nguy hiểm lớn đang âm thầm đến gần. Điều này bắt đầu từ trải nghiệm của anh tại chiến thần điện. Khi đó, trong quá trình học thần đạo thuật, Vương Lâm tình cờ phát hiện một thi thể bí ẩn. Anh ta nhầm tưởng rằng thi thể này đã chết, vậy nên đã lén lấy túi trữ vật của nó. Thi thể bí ẩn này có tên là Nạp Đa, không phải là cường giả của Chu Tức Tinh mà là đệ tử của Ngũ Hành Tông thuộc quốc gia tu chân cấp 8. Nạp Đa đến Chu Tức Tinh với mục đích tranh đoạt quyền sở hữu Thiên Nghịch Châu. Trong số 3 cường giả đã vây giết Tư Đồ Nam năm xưa, Nạp Đa chính là một trong số đó. Khi đó, Tư Đồ Nam đã đạt đến đỉnh phong của cấp độ Vấn Đỉnh, thế nhưng trong trận chiến tranh đoạt Thiên Nghịch Châu, anh ta đã bị dồn ép đến mức tự bạo dưới sức tấn công mạnh mẽ của ba người này. Nạp Đa cũng bị thương nặng trong trận chiến đó và đến chiến thần điện để dưỡng thương. Cửa thủy kính của chiến thần điện chôn cất thi thể của từng tổ tiên của tông môn. Dù những thi thể này đã mất nhiều năm, thế nhưng mà sinh thời họ đều là những cường giả. Vậy nên dù đã chết, họ vẫn hấp thu linh lực từ thiên địa xung quanh. Để tránh bị phát hiện, Nạp Đa đã giả dạng thành một thi thể. Sau khi Vương Lâm rời khỏi chiến thần điện, Nạp Đa vẫn tiếp tục hồi phục thương tích. Vài trăm năm sau, khi mà Vương Lâm ra khỏi cổ thần chi địa, tu vi của Nạp Đa đã khôi phục được 3 phần, đã đến kỳ anh biến trên hóa thần. Dù không bằng trạng thái đỉnh phong của ông ta năm xưa, thế nhưng trên Chu Tức Tinh này cũng đủ để ông ta kiêu ngạo. Phạm vi thần thức của Nạp Đa rất là lớn, dù cách hàng triệu năm ông ta vẫn có thể cảm nhận rõ vị trí túi trữ vật của chính mình. Khi mà Vương Lâm tiêu diệt đằng ra, Nạp Đa đã vượt qua hàng triệu dặm để tìm đến anh. Vương Lâm chỉ có tu vi nguyên anh, đối mặt với một cường giả kỳ anh biến như Nạp Đa, anh hiểu rõ mình không có cơ hội chiến thắng. Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập, buộc phải liều mạng mà chạy trốn. Tuy nhiên, Vương Lâm lại có thể chạy trốn khỏi tay của Nạp Đa suốt 3 tháng trời. Trong thời gian này, anh đã sử dụng nhiều pháp bảo và biện pháp khác nhau khiến Nạp Đa, dù có sức mạnh lớn cũng không thể nào bắt được. Nạp Đa lúc này dần mất kiên nhẫn, cuối cùng quyết định tiêu hao một chút bản nguyên lực lượng để bắt được Vương Lâm. Đến lúc này thì Nạp Đa mới phát hiện ra rằng trên người của Vương Lâm không chỉ có cực cảnh chi lực mà còn có một sợi tơ thiên kiếp. Cần biết rằng chỉ một trong hai cơ duyên này thôi cũng đủ để kiêu ngạo, thế nhưng mà Vương Lâm lại có hai cái. Nạp Đa nhận định rằng Vương Lâm chắc chắn chính là người mang vận khí của Chu Tức Tinh. Hơn nữa, Nạp Đa cũng là một người sở hữu thần thức cực cảnh, vậy nên ông ta không khỏi có một chút cảm tình với Vương Lâm. Nạp Đa sau khi lấy lại túi trữ vật, không tiêu diệt Vương Lâm mà ngược lại còn truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm về cực cảnh cho anh. Vì những hạn chế của cực cảnh không chỉ ảnh hưởng đến nguyên anh mà còn là trở ngại khi mà thăng cấp lên hóa thần và anh biến. Hành động ăn cắp túi trữ vật của Nạp Đa đã vô tình mang lại cho Vương Lâm một cơ hội quan trọng để đạt đến cảnh giới cao hơn. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.